ở từ chức chủ tịch Xiaomi vì kinh doanh yếu kém. Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Xiaomi, Lei Jun, vừa từ chức chủ tịch trong khi hãng công nghệ Trung Quốc đang trải qua giai đoạn thay đổi bộ máy quản lý. Lu Weibing, giám đốc điều hành thương hiệu Redmi của Xiaomi, sẽ thay thế ông Lei Jun để giữ chức vụ chủ tịch tại Trung Quốc. Trong khi đó, Lei Jun vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO Xiaomi. Bên cạnh đó, nhà đồng sáng lập Xiaomi là Li Wanqiang, người từng dẫn dắt các hoạt động marketing và thương hiệu của Xiaomi cũng từ chức. Phó chủ tịch cấp cao Xiaomi Chiyan cũng nghỉ hưu nhưng sẽ vẫn giữ vai trò là cố vấn cùng với ông Li Guangxiang, Phó chủ tịch toàn cầu và giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế của Xiaomi, được cân nhắc lên vị trí chủ tịch, thay thế cho ông Li Bin, người giờ đây được lựa chọn để giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Xiaomi. Việc thay đổi bộ máy quản lý của Xiaomi được thực hiện sau khi hãng này bị suy giảm thị phần smartphone. Từ thời điểm ông Lây nắm giữ vị trí chủ tịch hồi tháng năm. Xiaomi ghi nhận doanh thu quý 3 đạt mức kỷ lục nhưng doanh thu smartphone lại giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty phân tích thị trường Canalys, thị phần smartphone Xiaomi tại Trung Quốc cũng giảm 9% trong 3 tháng vừa qua, giảm từ 13,1% cách đây một năm. Trong khi đó, thị phần của hãng đối thủ Huawei lại tăng chóng mặt từ 42,4% lên 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái.